Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Người Nông Dân Vui Vẻ. Và bây giờ là chương trình giao lưu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay với những cái bản hit của thời 8X. Và mở đầu chương trình chúng ta sẽ đến với phong cách nhạc của Ưng Hoàng Phúc. Mưa gió đêm buồn, con phố vắng tanh, ngắm ai về trong mưa. Đèn khuya đều hiu, lay lắc soi bên hè, nhòe mắt ai bao giọng lệ đắng cay. Em giờ đây nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không như em thường mong mơ? Dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài, đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em, phút giây dài khờ một ai nỡ mãi cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối? Điều em không muốn này cũng đã đến, và một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi, cho dù biết trước em đây và anh cảm thấy sao. Thật bất ngờ, ngày xưa anh nói với bao người con gái rằng anh yêu một ai, chỉ có một mà thôi, đó mà đến chính lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh nói anh yêu em rồi anh chán anh chia tay, tình yêu với anh mong mây vậy sao? Đừng trách móc mà làm gì, vì với anh cũng buồn khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia, anh đã chốt lừa rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đây là phong cách nhạc của Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ sinh năm 1981, rất được các bạn trẻ 8X hết sức là thích thú vào những năm 2000-2002. Và tiếp theo thì chúng ta đến với một cái ca sĩ tiếp theo cùng được quý vị khán giả hết sức yêu mến, đó là ca khúc của ca sĩ Khánh Phương. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi may mắn vào phòng, vòng tay của anh đông đầy, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cao và da chia trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung lên và tin sau nơi biên lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm ấm. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Vâng, kính thưa quý vị, bản Chiếc khăn gió ấm, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung,
Ở câu khúc này thì Nhật Tinh Ân đã hát đầu tiên, tuy nhiên thì cái bản phối lại hát lại của Khánh Phương lại được quý vị khán giả hết sức là yêu mến và gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Khánh Phương, chàng trai lắm tài và cũng đa tài và cũng rất là nhiều tật. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với một cái sáng tác nổi tiếng nữa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một nhạc sĩ trẻ nhưng mà rất nhiều bản hit, ca khúc là Mùa Đông Không Lạnh của Akira Phan. Anh gặp em giữa trời đông muốn xa, mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cất xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút say. Ngày gặp em đi bên em không nói được câu gì, ngồi kề em sao mùa đông thấy không xa lạnh. Ngày gặp em sương đêm rơi xô xét từng cơn lăn lộn, sao lòng anh tay ấm nóng cuộc tình đầu tiên. Giờ chia ly em quay đi che sâu bờ mi lệ rơi, ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi. Trái tim anh, trái tim em không rời xa. Vâng, đây là một cái ca khúc mà Akira Phan hát rất là nhẹ nhàng, tình cảm và để lại rất là nhiều ấn tượng tốt đẹp của mình trong lòng khán giả, đặc biệt các bạn trẻ. Và tiếp theo thì là một cái ca khúc nổi tiếng nữa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc và Giả Vờ Yêu của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Đêm chia ly mưa buồn rơi héo hắt, bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Bao yêu thương nơi này ta đã có, trên nơi này chúng ta xa rời nhau. Khi yêu nhau bây giờ em mới biết, trái tim em không còn như lúc trước. Sau đêm nay hai đường hai lối bước, đường đi mãi sẽ vòng bóng em bên đời anh. Lạnh cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau xa vợ. Mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau. Bước cứ bước em về với người, lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thiết sống bên người như lúc xưa. Vâng, kính thưa quý vị, 8X thì gắn liền với rất nhiều những cái ca sĩ nổi tiếng và cũng như là rất nhiều bản hit thời mà công nghệ về âm nhạc chưa được phát triển như thời kỳ 9X, và bây giờ thì đã đến thời kỳ của những người sinh năm 2K với những cái công nghệ hát nhái rồi thế này thế khác, không còn là nhạc thật nữa. Nên là các ca sĩ bây giờ mà đi ra hát chay thì người ta mới biết cái giọng thật của cái ca sĩ đó là như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta lại đến với những bản nhạc mới mà được quý vị hết sức yêu mến. Ca khúc Ngày Mai Em Cưới Rồi.
muốn đi vài hôm xa chi nơi ta từng có phút êm đềm trước ngày sóng tố đến tìm. Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muốn mất rồi. Giờ em có lấy rất vui của người em yêu chung bước, không quay lại nhìn. Dù sao thì anh vẫn luôn mong em bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Vâng, lâu ngày mà không hát là quên đi quý vị, cho nên là lâu lâu mình hát lại một chút xíu cho nó vui và tình cảm. Buổi sáng bình yên anh và em đùa vui hồn nhiên say đắm trong khung trời. Màu nắng chiều sáng lên đôi môi, mùi thơm ngây ngất lòng anh. Có đôi khi ta hơn ghen vu vơ, vì yêu em nên nhỏ nhen giận hờn. Nhưng đến khi xa rồi thì anh chỉ còn lại ngôi sao băng. Sau trời khô nắng cháy, sau trời mưa gió rét, anh vẫn mong, vẫn mơ có em bên cạnh. Tình là thế khi giận nhau, là nhớ nhau gấp trăm lần hơn. Thôi từ đây mãi mãi không rời xa nữa nhé. Ta hãy ngồi tựa kề vai đêm sao trên trời, lời yêu thương gửi đến em trong nụ hôn. Vâng, kính thưa quý vị, những người mà nói hay thì hát không hay, cho nên là những người mà nói không hay thì hát rất là hay. Cho nên đấy là cái điều mà ông trời ông ban cho mọi người có một cái ưu điểm, một cái lợi thế mà người đó được có, gọi là cái duyên của người đó trên bầu trời và làm cái nghề, cái nghiệp của mình. Cái thú vị, lâu lâu thì ngồi đàm đạo với quý vị, ngoài những cái chuyện về chính trị thế giới, an ninh thế giới, mối quan hệ giữa các quốc gia, rất nhiều vấn đề, thì người nông dân cũng lâu lâu cũng tự sáng tác những cái bản nhạc hay để cho bản thân mình cảm thấy cuộc sống này rất là nhiều những cái chất liệu mình đi qua để mình có thể trải nghiệm cái cuộc sống, rồi mình chăn chiêu lại, mình gom lại những bằng những cái vần thơ, bằng những cái câu nhạc, nó làm cho cái cuộc sống nó như là một cái tràng pháo tay, quý vị, để an ủi động viên bản thân mình. Lâu lâu thì ngồi vu vơ thế này thì sẽ ra những cái giai điệu hết sức là tình cảm khi mà chúng ta kể về những cái mối tình chẳng hạn. Đã lâu rồi ta không còn gặp nhau, kể từ ngày năm ấy anh và em chia tay, mối duyên đau nặng đầy. Có khi nào bây giờ em hạnh phúc bên người ta, em có nhớ đến anh không người ơi? Ánh mắt anh dõi theo bước chân đi của người, và thầm chúc em mãi hạnh phúc. Thế gian này luôn những nụ cười và giọt nước mắt trong tình yêu, ai có thể nói được câu chia ly ngày sau? Nếu như ta không hợp thì đó là duyên phận, mình đừng nên oán trách nhau. Tình là chỉ để người đời thế xa, giọt nước mắt biết bao nhiêu rơi lệ, nhưng áng mây buồn vui bao nước mắt thầm thì lời chia tay vội vàng trong đau khổ.
ai cũng từng bà một bà lần được biết bà đến bà hạnh phúc. Phá rồi.